cái giai điệu nghe rất là quen quen. Ơi cái màu nó đẹp quá ha. Đúng rồi. Nhạc của Phan Minh Quỳnh. Kỳ luôn, nhìn nghĩ cực kỳ xinh luôn. Con muốn cưới Hà Lan làm vợ. Trời bé gái đẹp quá. Tuyệt vời. Mắt nó đẹp. Đẹp quá. Có cái sự gì đó lanh lợi trong cái ánh mắt. Mắt chị đã hoa gấp đôi tao mày à. Hà Lan rất là xinh gái. Hà Lan đẹp. Như là mấy cái bộ răng mê Hàn Quốc. Ánh sáng cực kỳ đẹp. Trời ơi, nhạc với mình Quỳnh. Có thể cho biết anh đây. Quá hợp. Thì em giác buồn. Trời ơi, anh ơi đừng khóc. Mắt của ổng buồn mà. Màu phim rất là ấm. Màu phim rất đẹp. Màu phim rất đẹp. Là trường sinh. Ai kia ai chẳng được cái câu câu ăn tiền nhất nào. Thật sự tái hiện rất là chân thực các bạn. Em còn nhiều lần mong trời. Bắt cái nam chính quá đi. Quá buồn. Cũng phải bỏ luôn. Cái nét của Dũng có vẻ như là bad boy đúng không? Đẹp từ như một nhí cho tới người lớn luôn. Phim sẽ ra mắt vào Noel 2019 này. Mong là bộ phim này sẽ thành công. Ai chưa xem thì nhớ xem nhé. Cảm ơn mọi người đã xem. Tạm biệt. Yeah.